Tuy-un vừa mới cứu một chú rái cá nữa đây. Đã đến lúc chúng ta phải đấu tranh đòi lại quyền công bằng cho rái cá, một loài vật có ích cho con người và thiên nhiên, lại là nạn nhân của người Trung Quốc bắt bán ăn thịt, lột da và làm đồ thời trang. Nếu có điều kiện sống gần gũi thiên nhiên và nhà ở ven sông hoặc ven biển, xin hãy liên hệ để nhận nuôi rái cá hoang dã đã được Tuy-un giải cứu nha các bạn. Hoặc cũng có thể ủng hộ Tuy-un bằng cách đăng ký kênh YouTube này hoặc chia sẻ cho mọi người biết. Đó là cách tốt nhất để Tuy-un có thể giúp đỡ rái cá cũng như các loài vật khác đang trong tình trạng nguy cấp. Càng nhiều người yêu động vật biết đến thì càng nhiều con vật được cứu.